Bộ Y tế hồi đáp đề nghị của Hà Nội dùng kết quả test nhanh để xác định người nhiễm Covid-19 và khỏi bệnh, f không điều trị tại nhà đủ 10 ngày, test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh là nội dung văn bản hồi đáp Sở Y tế Hà Nội của Bộ Y tế ra tối muộn ngày 12 tháng 12. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ngày 12 tháng 12 ký văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội liên quan việc xét nghiệm xác định người mắc Covid-19 và cho người bệnh ra viện. Trước đó, hôm 5 tháng 12. Bộ Y tế nhận được công văn của Sở Y tế Hà Nội đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh cho ra viện. Ba trường hợp xác định người nhiễm SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội diễn biến phức tạp, số mắc có xu hướng tăng. Để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn, linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch Khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà ban hành kèm theo quyết định số 4038 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 ban hành kèm theo quyết định số 4689 của Bộ Y tế để xác định ca bệnh theo hướng dẫn. Có 3 trường hợp để xác định người nhiễm SARS-CoV-2, ảnh minh họa. Theo đó, trường hợp thứ một người nhiễm SARS-CoV-2 là trường hợp bệnh nghi ngờ, theo định nghĩa tại mục 2.1 của quyết định số 4689 hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RTP, pcr Thứ hai, là trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa tại mục 2.1 của quyết định số 4689, có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính. Bộ Y tế lưu ý test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Thứ ba, là những người không có triệu chứng. Có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với hai loại test nhanh khác nhau, test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện. Trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm RT-PCR để khẳng định. F không điều trị tại nhà đủ 10 ngày, test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh. Về đề xuất của Hà Nội liên quan sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, theo Bộ Y tế, với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly. Điều trị tại nhà khi thời gian cách ly, điều trị đủ 10 ngày. Ngoài ra, ca bệnh có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên test nhanh do Bộ Y tế cấp phép. Ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Còn với người bệnh COVID-19 điều trị các các cơ sở thu dung, điều trị. Nếu là người bệnh COVID-19 đơn thuần hay người bệnh COVID-19 có bệnh nền, bệnh kèm theo, thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. Có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc CT từ 30 trở lên hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện test nhanh do Bộ Y tế cấp phép. Người bệnh COVID-19 đơn thuần sau khi ra viện cần ở tại nhà, tự theo dõi trong 7 ngày. Với người bệnh COVID-19 có bệnh nền, bệnh kèm theo, sau khi được xác định khỏi COVID-19, được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền nếu cần tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú. Bỏ thu. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.